Bảo xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại Chiến Tứ Sắc Attack 25. Quý vị thân mến, đây là một chương trình được yêu thích tại Nhật Bản trong suốt 43 năm vừa qua, và chúng tôi đã một format từ đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Quang Bảo sẽ tiếp tục là cô trợ lý xinh đẹp Gina M. Xin chào mọi người, mình là Gina và hôm nay mình lại là trợ lý cho anh Quang Bảo. Và bốn người chơi ngày hôm nay của chúng ta là những người hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau. Hãy cùng đến với bốn vị khách mời. Đầu tiên hãy cùng chào đón ô màu đỏ ca sĩ Bảo Quân, ô màu xanh lá cây diễn viên Thùy Trang, ô màu trắng là diễn viên Hồ Bích Trâm, và ô xanh dương chính là diễn viên Tiết Cương. Không để mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 1. Đến với câu hỏi đầu tiên, xin mời mọi người xem clip sau. Chào tất cả mọi người, mình là Susu. Và ngày hôm nay mình sẽ có một câu hỏi để đặt ra cho tất cả mọi người. Đó là con mèo đen người ta sẽ gọi là con mèo mung, còn con mèo mà vàng á thì người ta sẽ gọi là con mèo bước, còn con mèo xanh người ta sẽ gọi là con mèo đẻ. Vậy thì con mèo mà mang dài và đội nón người ta sẽ gọi là con mèo gì? Xin mời Hồ Bích Trâm. Con mèo đi hìa. Con mèo đi hìa đáp án chính xác. Xin chúc mừng Hồ Bích Trâm. Một nhân vật hoạt hình rất là quen thuộc và được nhiều người yêu mến đúng không? Và dĩ nhiên ở ô đầu tiên sẽ luôn luôn là ô số 13, đã thuộc về Hồ Bích Trâm. Xin chúc mừng. Trâm ơi. Dạ. Em hay đóng phim vậy, em có hay coi phim hoạt hình không Tâm? Dạ, nhưng mà ngày xưa thôi, chứ bây giờ em lớn em già rồi em bớt coi lại rồi. Vậy đó hả? Nhưng mà lâu lâu vẫn coi ké mấy đứa cháu. Rồi, trong thời gian vừa qua thì em có dự án nào không thể chia sẻ với mọi người? Thời gian vừa qua thì em đang có những cái dự định làm kế hoạch riêng của mình đó, cho nên em không có tham gia phim nhiều. Nhưng mà bây giờ thì em đã bắt đầu đi phim lại rồi. Em đang tham gia một dự án phim 30 tập và 100 tập rồi. Rồi, cùng đến với câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi tiếp theo. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Hai câu thơ trên nằm trong bài thơ nào? Ai bấm hả? Chị á? Em mới chị Trang không ạ? Em mới chị Trang không ạ? Sao chị Trang nhìn căng thẳng quá vậy? Mời Trang. Thực ra cái câu thơ này á, nó nằm trong một cái bài thơ của nhà thơ Hà Mạch Tự. Trong biết khá nhiều bài thơ của Hà Mạch Tự. Nhưng mà nhớ nhất là hai câu này, nguyên một bài là không thuộc nha, chỉ thuộc đúng hai câu này thôi. Tại vì những cái câu này các bạn hay có tâm trạng mà buồn ấy, hay post lên Facebook này là Trang biết. Đây là bài thơ Những Giọt Lệ. Những Giọt Lệ, chính xác, xin chúc mừng Thùy Trang. Đây, vậy là Thùy Trang đã có được điểm số đầu tiên. Mời Thùy Trang chọn ô số 8. Con số may mắn nhỉ. Quay trở lại với câu hỏi ạ. Cấu tạo của một quả trứng gà gồm mấy phần? Mời Hồ Bích Trâm. Trứng gà, vỏ trứng nè, tầng đỏ nè, tầng trắng. Ừ. Ba đúng không ta? Chính xác chưa? Chưa. Với lại một cái lớp bọc mỏng trong cái trứng đó là cái gì ta gọi là cái gì? Màng vỏ trứng hả? Chị biết đâu, chốt đi. Bốn. Bốn đúng không? Dạ. Chắc chưa? Chắc. Thiếu gì không? Anh đừng có làm em mất tự tin chứ. Bốn ạ. Bốn đáp án chính xác, xin chúc mừng Hồ Bích Trâm. Chúng ta sẽ có vỏ trứng, màng trứng, lòng trắng và lòng đỏ. Mời Hồ Bích Trâm chọn ô. Em chọn ô số 3. Yeah. Em ăn được gì em rồi? Sao tự nhiên nhìn mặt dì em có vẻ căng thẳng quá. Trời ơi, dì nhìn em một cái mà giống như kiểu là mặt em sắp bị rạch vậy đó. Tại vì thật ra em với lại chị Trang á, là đóng phim hôm trước Tết á, là đóng một chung với nhau một bộ phim mà đóng vai dì của em. Quá Trang rất là già luôn. Cho nên là em bị quen á anh. Bây giờ gặp ngoài đời em vẫn kêu ấy dì Trang ơi, dì Trang. Bớt. Hôm nay là chị em đúng không? Bớt lại Trâm. Và Hồ Bích Trâm đã được 3 điểm. Xin chúc mừng Hồ Bích Trâm. Dạ, và tiếp theo mọi người có biết trái kiwi không? Biết. Kiwi. Mọi người có biết chim kiwi không? Biết. Thì câu hỏi này đó chính là chim kiwi chỉ sinh sống ở một nơi duy nhất trên thế giới, đó là quốc gia nào? Xin mời Tích Cương. Chú Tích Cương biết. Giờ mới được trả lời. Chim kiwi sống ở New Zealand. Chính xác, xin chúc mừng Tích Cương.
Anh hợp với số 7, chọn số 7 được không? Đúng rồi, số 7 là anh vừa đi xéo được mà vừa đi ngang qua được luôn. Rồi, ô số 7 dành cho anh Tiến Cương, xin chúc mừng anh. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Hình ảnh sau liên tưởng đến từ gì? Lẹ gì? Bảo Quân. Bi hài. Đúng rồi. Chính xác, xin chúc mừng Bảo Quân. Chưa được 3 giây nữa là Bảo Quân đã bấm ra trả lời rồi. Em còn chưa kịp nhìn hình nữa đó. Thiệt luôn. Mời Bảo Quân chọn ô. À, em sẽ chọn được ô số 1. Ok. Có khả năng ăn 7 với 13. Đúng không? Dạ. Yeah. Tiếp tục. Môn bóng rổ do một giáo viên thể dục tên là James Naismith sáng tạo ra. Hãy cho biết quê hương của bộ môn này là ở quốc gia nào? Mời anh Tiến Cương. Mỹ. Chính xác. Trời ơi, giỏi quá. Mỹ là quốc gia có đội những câu lạc bộ và giải vô địch bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh. Dạ đúng rồi. Riêng về thể thao thì anh rất là rành. Yeah. Mình có thể bỏ qua những câu hỏi về thể thao được không? Tại vì ở đây anh Cương là chùm đó. Chị còn không, những câu thể thao mình đừng có bấm, tại vì mình không có biết, để cho anh bấm. Không, bây giờ chị nghĩ là em ngồi bên cạnh em giữ tay lại đi. Rồi hai người thắng. Rồi em với anh Cương thua hả? Ủa sao chị không quá vậy? Tôi chọn ô số 9. Ô số 9 là sự lựa chọn của anh Tiến Cương. Yeah. Và như vậy là anh Tiến Cương đã lật ngược tình thế và vươn lên dẫn đầu sau khi ăn mất một ô của Hồ Bích Trâm. Rồi, điểm số bây giờ hiện tại đang là 0-1-2-3 với thứ tự là Thùy Trang, Bảo Quân, Hồ Bích Trâm và anh Tiến Cương. Và câu hỏi tiếp theo: cá voi xanh, ốc sên và cá chê, loài nào không có răng? Mời Hồ Bích Trâm. À, cá voi xanh. Chắc không? Chắc. Cá voi xanh đáp án chính xác, xin chúc mừng Hồ Bích Trâm. Con 15 đi. 15 hợp lý. Qua lại liên tục. Nhưng mà cũng chỉ mới có 3 màu trên đó thôi. Mình từ từ sẽ có. Mời em câu tiếp theo. Và câu hỏi tiếp theo: hãy sắp xếp các chữ cái xáo trộn sau đây thành tên một loài sinh vật sống ở biển. Mời mọi người xem clip. Du cao. Du cao, du cao. Mời Hồ Bích Trâm. Cá đuối. Cá đuối là đáp án chính xác. Yeah. Rồi bây giờ Hồ Bích Trâm chọn. À đúng rồi, số 6 là mình ăn được quả 7-8 luôn. Trời ơi. Em chọn số 6. Trời ơi, tội nghiệp. Yes. Wow. Vậy bây giờ tôi chặn tay rồi. Chặn tay rồi, bây giờ chặn tay rồi. Bye bye em. Hả? Chị bắt tay em trước để hồi em về chị không có cơ hội bắt tay á. Chị ơi, chị không chắc đâu á. Chị có biết khách mời nào đừng tới... có tự tin như vậy chị không? Khách mời nào tới đây á, lúc nào cũng mấy câu hỏi đầu tiên cũng toàn là 7-8 điểm, sau lúc sau mất hết không còn cái gì hết. Rất nhiều mà... trường hợp xảy ra nhưng rồi. Mà không sao, dù sao chị cũng được lên vinh quang từ chị xuống. Quang từ chị xuống. Giận dữ vậy Bảo. Nghe từ vinh quang cái muốn xỉu luôn. Mới vừa nói chữ từ vinh quang cái nó đùng. Thần. Trả lời liền. Rồi thôi bây giờ tiếp tục nè. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi liên quan đến lịch sử. Theo lịch sử lưu lại thì ai là người đã bắt giam Thi Sách là chồng của bà Trưng Chắc? Xin mời anh Tiến Cương. Thái thú Tô Định. Chính xác, xin mời anh Tiến Cương. Giờ mình chọn ô nào để mình tiêu diệt lại cái con Hồ Bích Trâm này? Ủa sao hồi nãy em rồi cưng lắm bây giờ thành con luôn. Giờ tôi giận rồi. Bây giờ anh chưa tiêu diệt được đâu, nhưng mà anh phải chọn một cái ô nào mà anh không có khả năng bị mất. Ô số 5. 5 là sự lựa chọn của anh Tiến Cương. À, anh đang định tiêu diệt con số 9 hay con số 13 của em. Và tiếp theo là câu hỏi có 3 sự lựa chọn. À, cho em khoan, em nói một câu được không? Nói đi. Ủa, em chị Trang với Bảo Quân có chơi không vậy? Nói cho em lên vững lên. Người ta đang gọi là người ta đang tập trung. Đáng hồi mà chị tập tới cuối là hơi bị kỳ luôn á. Không, một hồi nữa thất bại cũng không sao hết. Mình chơi vui là chính mà. Hôm nay mình tới đây để mình bổ sung kiến thức cho mình. Vậy hả? Ừ. Thôi mình qua mình làm thư ký đi, mình cũng bổ sung kiến thức được nè. Mình khỏi chơi. Em thư ký ngày nào cũng coi cả chục câu chị. Dạ. Khỏi chơi. Khỏi chơi. Và em xin đọc câu hỏi. Mọi người nhớ là để em đọc hết ABC nha. Nhà thơ Nguyễn Khuyến có một chùm 3 bài thơ về mùa thu rất nổi tiếng. Hãy cho biết trong 3 lựa chọn sau, đâu là tên bài thơ trong chùm thơ thu đó? A. Thu cuối. B. Thu vịnh. Và C là thu quyến rũ. Xin mời Trang. Thu vịnh. Thu vịnh, đáp án B là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Trang. Hai sự lựa chọn còn lại là thu cuối và thu quyến rũ là tên của hai bài hát. Còn Thu Vịnh là nằm trong 3 bài thơ của Nguyễn Khuyến, đó là Thu Ẩm và Thu Điếu. Rồi, xin chúc mừng Thùy Trang, mời Thùy Trang chọn ô. Số 4.
Bây giờ anh Tiết Cương anh lấy số 2 đều lại được có thêm 2 ô. Và câu hỏi tiếp theo, điền vào chỗ trống câu thành ngữ sau: bỏ 3 chấm cho ngọt, bỏ 3 chấm cho thơm. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Chính xác, xin chúc mừng Hồ Bích Trâm. Em giờ em chọn ô nào? Em chọn số 2 đi, em diệt hết luôn. Em chọn số 20 hoặc... Đúng rồi. Ừ, em chọn số 20 là hợp lý, để mà em né được hết. Đúng rồi. Vậy là chọn số số 20. Số 20 của Hồ Bích Trâm. Trắng bóc luôn các bạn, nhìn các bạn trắng bóc luôn rồi kìa. Sau hơn nửa đường thì hiện tại tỷ số đang là 1-1-1 dành cho Bảo Quân, Thùy Trang và anh Tiết Cương. Riêng Hồ Bích Trâm đang bứt phá với 8 điểm. Xin chúc mừng Hồ Bích Trâm. Đến với câu hỏi tiếp theo, xin mời mọi người xem clip. Chồng ơi, chồng thật là khổ, thật là vất vả. Vợ thương chồng quá chồng ơi. Em đừng bận tâm, anh là đàn ông mà. Tất cả những việc nặng nhọc trong gia đình cứ để anh làm. Em chỉ việc lo cho con là được rồi. Những lời chồng nói thật là cảm động. Vợ thương chồng quá chồng ơi. Vợ muốn khóc, hu hu. Câu hỏi như sau. Trong đoạn trích phim vừa rồi, người vợ nói: vợ thương chồng quá chồng ơi mấy lần? Chú Tiết Cương đâu mà chú không nhớ à? Ủa anh thoát gai luôn rồi hả anh Cương? Anh không cần nhớ. Hồ Bích Trâm, em lỡ tay thôi chứ em đang suy nghĩ không biết nó mấy lần. Một lần. Chốt đi. Chốt hai lần. Anh Bảo kìa, anh Bảo lúc nào cũng hù em. Một lần, chốt hai lần là ba lần. Không, em nói một nhưng mà chốt là chốt hai. Chốt hai lần đúng không? Chắc chưa? Hai lần là đáp án của Hồ Bích Trâm. Và đó là đáp án chính xác. Wow, trời ơi, trời ơi, trời. Anh ơi, anh cứ hù em như vậy đi là em thay đổi kết quả hả? Tôi đâu có hù đâu, tôi chỉ hỏi là chốt chưa thôi mà. Tại em biết sao không? Hồi nhỏ em học bài á, ba em hỏi em nhớ hồi cứ chút xíu xì, ông hỏi là 1+1 bằng mấy? Em nói bằng 2, ba nói là thiệt không? Em nói thiệt, chắc không? Cái em suy nghĩ, cái em nói không, cái bóp một cái ngu. Bóp một cái ngu. Cho nên giờ anh hỏi em bị ám ảnh á. Em có muốn diễn lại cảnh đó không? Không, không, không. Đó là trong một phim sitcom Vợ tôi sợ của đạo diễn Tô Hòa Thuận, hay là còn là anh Quốc Thuận. Xin mời Trâm chọn không? Chọn số 2 ạ. Ok. Rồi mời chị đi. Và tiếp theo là một bài toán tiểu học. Và hầu hết học sinh tiểu học nào cũng có thể giải bài toán này trong vòng có 30 giây thôi. Thì bốn nghệ sĩ của chúng ta có tự tin không nào? Rất tự tin. Em xin đọc câu hỏi. Biết tổng và hiệu của hai số lần lượt là 30 và 6. Hỏi hai số đó là số nào? Xin mời anh Tiết Cương. 12 và 18. Tại sao anh tính ra được như vậy? Thì 12 cộng 18 là 30, 18 trừ 12 bằng 6. Đó là... Và đó là đáp án chính xác. Xin mời anh Tiết Cương. Tôi có ngạc nhiên là đúng ra câu này tôi nghĩ Thùy Trang phải trả lời được. Tại tôi biết Thùy Trang tính tiền rất là giỏi. Mà tại sao? Chắc có thể sau này cô ấy giàu quá, cô ấy tính từ tiền triệu với tiền tỷ quen rồi. Đôi khi những cái hàng đơn vị nhỏ bé cô ấy không bận tâm. Trang ơi, Trang đã làm cái gì mà ngày hôm nay không chỉ là một mình Hồ Bích Trâm mà có anh Tiết Cương cũng... Thực ra thì Trang với anh Tiết Cương đã đụng nhau trong rất là nhiều những cái game về trò chơi như thế này rồi. Thì mình biết nhau quá không? Không, thật sự là anh rất là ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ là Trang sẽ trả lời được. Tại vì chắc có lẽ anh cũng nói đúng. Hàng đơn vị em đã bỏ qua một bên, em không quan tâm tới nữa. Rồi mình tiếp tục. Rồi thôi, nói chung là người ta bỏ cái nhỏ, mình lụm cái nhỏ anh sẽ Cương ha. Cái nhỏ. Rồi mời anh Cương chọn ô. 17. Anh là ăn mất hai ô của em rồi. Không biết. 17 là sự lựa chọn của anh Tiết Cương. Và đồng nghĩa với đó là anh ăn được số 9 và 13. Chúc mừng. Và câu hỏi tiếp theo, từ đơn có nhiều chữ cái nhất trong tiếng Việt? Hú hồn. Nghe tới đó thôi là bấm luôn. Dạ, cái câu này tôi gặp rất nhiều. Từ đơn trong tiếng Việt mà nhiều chữ cái nhất là chữ nghiêng và có 7 chữ cái. Chính xác, xin chúc mừng Thùy Trang. Mời Thùy Trang chọn không? Bảo ơi, bây giờ nếu mà số 12 với số 14 thì số nào sẽ ok hơn? Bảo thấy là nên ăn 12 số 10. Thì số nó đẹp hơn á vậy. Lấy số 12 đẹp hơn. Đúng rồi, 14 là số tử á. 12 đúng không? Ok, 12. 12 là sự lựa chọn của Thùy Trang, ăn luôn ô 8. Tiếp theo xin mời mọi người xem hình ảnh sau đây.
À, trời ơi, hú hồn. Trời, em chưa đọc câu hỏi luôn. Cổ loa. Đáp án chính xác, chúc mừng Thùy Trang. Em 14. Yeah, ăn của anh Cương 2 điểm rồi. Và như vậy Thùy Trang đã vươn lên dẫn đầu cùng với lại Hồ Bích Trâm với 6 điểm. Xin chúc mừng. Câu hỏi tiếp theo. Trong bài thơ Thương Vợ, nhà thơ Trần Tế Xương đã mô tả vợ mình. Ai bấm vậy? Bây giờ em đọc hết bài thơ nha, nó trúng đáp án nào làm trúng nha. Nếu mà đọc hết được bài thơ thì đọc đi. Không, một đoạn 4 câu thôi. Thì đọc đi, nếu mà đúng hôm nay tôi cho đúng luôn. Ok. Nếu đọc chính xác. Vợ tôi buôn bán ở Mon Sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, loạn lội thân cò khi quãng vắng, cái gì vượt đò đông đó. Nói chung là đọc thì cũng không chính xác lắm. Nhưng mà riêng cái câu hỏi của tôi thì chính xác. Chúc mừng Thùy Trang. Ủa? Không đúng hả? Đây nè, để ta đọc cho nghe. Miêu tả về mình như thế này: quanh năm buôn bán ở Mom Sông. Đúng mà. Nuôi đủ 5 con với một chồng. Thì nuôi đủ .. con và với .. chồng là tính hỏi bao nhiêu con, bao nhiêu chồng. Thì Thùy Trang đã đọc chính xác rồi. Chúc mừng Thùy Trang. Oh my god. Bây giờ chọn ô đi nè. Thôi 21 đi. 21 là sự lựa chọn của Thùy Trang. Ăn thêm một ô của anh Cương nữa. Và như vậy là Thùy Trang đã vươn lên dẫn đầu với 8 điểm. Chúc mừng. Và đến với câu hỏi tiếp theo, xin mời mọi người xem clip sau đây. Hãy sắp xếp các chữ cái xáo trộn sau thành tên một diễn viên từng đóng phim Người đẹp Tây Đô và Tháng năm rực rỡ. Quá dễ luôn, mời Thùy Trang. Trong Người đẹp Tây Đô là có Việt Trinh với Hồng Ánh nè. Nhưng mà Việt Trinh không đóng trong Người đẹp Tây Đô, thì còn Hồng Ánh thôi. Nhìn lên không có chữ và là biết là không có chữ Việt Trinh rồi. Mời Thùy Trang chọn ô. 25. Và câu hỏi tiếp theo thì là câu hỏi là ngày số bi, tiếng Anh đọc là Pi Day, là ngày lễ dành cho hằn số toán học. Vậy ngày số bi được chọn là ngày nào? Là ngày nào? 14 tháng 3. Tại sao? Chàng nhớ cái, có một số những cái vấn đề mà liên quan đến số bi này. Chứ số bi là số 3,14 nè. 14 tháng 3 là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Thùy Trang. Số 10 thì lựa chọn của Thùy Trang và ăn luôn ô 15 và 20 của Hồ Bích Trâm. Chị Trâm ơi, giờ chị cảm thấy sao? Chị cảm thấy đau không? Vẫn thấy bình thường thôi hồi nãy. Tại vì Trâm cũng có một cái thời điểm mà vinh quang á. Xong một hồi cũng bị người ta dập lại. Cho nên là bây giờ Trang hãy chờ đi. Rồi, tiếp tục. Và câu hỏi tiếp theo rất đơn giản. Bùi Thị Xuân là tên một nữ tướng ở nước ta dưới thời của vua nào? Xin mời anh Tiến Cương. Nữ tướng Bùi Thị Xuân là vợ của tướng Trần Quang Diệu dưới triều vua Tây Sơn Nguyễn Huệ, hay còn gọi là vua Quang Trung. Xin chúc mừng anh Tiến Cương. Bây giờ anh Cương chọn ô nào được ta? 23. Và câu hỏi tiếp theo liên quan đến giao thông. Trong ba biển sau, đâu là biển cấm người đi bộ? Gì vậy chứ? Xin được mời Hồ Bích Trâm. Sao em bấm vội vã với người ta? Cái này mà không biết nữa cái thôi luôn á. Hình như là cái biển thứ hai á anh à. Chính xác, chúc mừng Hồ Bích Trâm. À, chắc là phải số 18 hả? Yeah, 18 kìa. Em từ từ em xuống, em khởi động lại nè. Xin chúc mừng Hồ Bích Trâm. Và như vậy là chúng ta đã đi qua 20 câu hỏi đầu tiên. Bảo Quân đang có 1 điểm, anh Tiến Cương đang có 2 điểm, 8 điểm là của Hồ Bích Trâm và đang dẫn đầu là Thùy Trang với 9 điểm. Xin chúc mừng. Hãy cùng đến với câu hỏi tấn công Attack Chance. Và câu hỏi Attack Chance có 3 sự lựa chọn. Theo truyền thuyết, ai không phải là con rể của vua Hùng thứ 18? A. Sơn Tinh, B. Chữ Đồng Tử và C là Lang Liêu. Lang Liêu. C. Anh chắc chưa? Tu chốt. Tương truyền vua Hùng thứ 18 có 3 người con gái. 2 trong số đó đã nên duyên với Sơn Tinh và một người nữa là Chữ Đồng Tử. Xin chúc mừng Bảo Quân. Điều đó đồng nghĩa Lang Liêu không phải là con rể, mà Lang Liêu là con vua trong sự tích bánh chưng bánh dày. Hay, bây giờ chọn 19 cái đi nè. 19, ăn 7, 13. Ăn luôn 2 cái ngon lành nè. Nhưng mà em được quyền phá hả? Nhưng mà anh phải ăn chọn trước. Ăn trước mới phá. Ăn trước mới được phá hả? Đúng rồi. Bảo Quân chọn số 19. Chọn số 19, 7, 13 đã thuộc về Bảo Quân. Phá ô màu xanh của dì Trang đi em. Bảo Quân chọn phá số 4.
Câu hỏi như sau: mặt trăng máu là tên gọi khác của hiện tượng thiên văn nào? Bão cồn, nguyệt thực. Nguyệt thực toàn phần là đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ tôi mới bắt đầu. Bây giờ tôi mới bắt đầu khởi động rồi. Thấy chưa, em đã nói rồi, im im vậy là tới cuối là ghê lắm. Bây giờ Bảo Quỳnh đang có 4 điểm nè. Để xem Bảo Quỳnh chọn ô gì. Em thì đương nhiên rồi, em chọn số 4. Ăn hết rồi. Một phát vươn lên dẫn đầu luôn. Và như vậy Bảo Quỳnh đã lấy thêm được rất nhiều ô nữa. Và hiện tại tỷ số đã có sự thay đổi. Anh Tiến Cương đang có 2 điểm, Hồ Bích Trâm chỉ còn 4 điểm, Thủy Trang còn 6 điểm và Bảo Quỳnh vươn lên dẫn đầu với 9 điểm. Xin chúc mừng. Và câu hỏi tiếp theo, mời mọi người xem hình ảnh sau đây. Hình ảnh sau liên tưởng đến từ gì? Xin được mời Thủy Trang. Ba chìm bảy nổi. Chính xác, chúc mừng Thủy Trang. Trời ơi, cái này là cái khổ nhất của tôi nè. Chọn số 11. 11 một sự lựa chọn của Thùy Trang và đã có sự thay đổi nữa rồi. Em an toàn cho mọi người chứ nãy giờ em... Bảo ăn 16 cũng nhiều mà Trang ăn 16 cũng nhiều. Thì em ăn cái gì là nhiều? Trâm ăn 16 cũng nhiều, giật qua giật lại đó. Nên là cố lấy. Xin mời. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về bài toán. 1/4 cái bánh pizza cộng với 1/3 cái bánh pizza bằng bao nhiêu? 7/12. Chính xác, chúc mừng Hồ Bích Trâm. Quy về mẫu số chung xong rồi cộng. 16. Trời ơi. Anh quá, mọi người ăn đi, Tình hình hiện tại thì Hồ Bích Trâm đang có vẻ là bất lợi nhất. Nhưng như thế nào thì hãy đến với những câu hỏi tiếp theo. Một loài hoa rất đẹp ở vùng Tây Bắc có một cái tên cũng đẹp không kém. Tuy nhiên nó lại còn có một cái tên khác nữa, đó chính là hoa móng bò. Đó là hoa gì? Đó là hoa gì, Bảo Quân? Tây Bắc hả? Một là trả lời hoa lan. Hoa lan. Hoa lan. Nó gần đúng rồi đó. Nó sai có một cái từ đúng rồi, thôi. Nó sai có đúng. Đó là hoa ban. Hoa ban. À đúng rồi, nhớ. Phát tay lại liền anh. Chỉ có chữ bờ với chữ L thôi. Định mệnh. Ủa đứng quanh tay thiệt luôn á hả? Đúng rồi. Trang ơi, Trâm ơi. Em muốn quỳ xuống cũng được, không ai nói gì chứ. Trang ơi, Trâm ơi, cố lên, cố lên. Xin được mời Gina. Trong thần thoại Hy Lạp thì đỉnh Olympus có bao nhiêu vị thần? Xin mời Trang. 12. 12 là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Thủy Trang. Ây da, bây giờ là 22, 24 đây. 24 chốt. 24 là sự lựa chọn của Thùy Trang. Ăn một điểm của Bảo Quân và vươn lên dẫn đầu 9 điểm. Rồi, còn một câu nữa. Thái hậu Dương Văn Nga là hoàng hậu dưới hai triều đại nào? Triều đại... Đi cuối đầu xuống luôn. Đinh và Tiền Lê. Chính xác, xin chúc mừng Thùy Trang. Và như vậy ô số cuối cùng cũng đã thuộc về Thùy Trang. Thêm được ô 18 và ô 23. Và sau vòng thi này thì số điểm của các người chơi như sau: anh Tiến Cương có 1 điểm, bằng điểm nhau 6 điểm là Bảo Quân và Hồ Bích Trâm. Và người giành chiến thắng đó chính là Thùy Trang với 12 điểm. Xin chúc mừng. Câu hỏi đặc biệt như sau: đây là ai? Cái gì mà 947? Rồi Thái Bình. Cái gì mà Thái Bình? 972. Ê đọc cái gì vậy? Anh hùng lực lượng nhân dân vũ trang. Trời ơi. Bị che hết những cái hình quan trọng. Bác Phạm Tuân. Bác Phạm Tuân là đáp án chốt của Thùy Trang. Chúng ta hãy cùng mở hết các ô còn lại và xem lại gợi ý. Sinh năm 1947, quê ở huyện Kiến Sương, Thái Bình. Tốt nghiệp trường phi công quân sự ở Liên Xô năm 1967. Bắn rơi máy bay B-52 năm 72. Nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 1973.
bay vào không gian trên tàu Soyuz 37 vào năm 1980. Và từ năm 2000 thì ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đó chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuấn. Xin chúc mừng. Và như vậy là Thùy Trang đã nhận được 10 triệu đồng. Xin mời Thùy Trang cùng với các người chơi xuống đây để nhận thưởng ạ. Và đây là phần thưởng dành cho người xứng đáng nhất. Chúc mừng Thùy Trang. Xin được cảm ơn ba người chơi còn lại đã đem đến một chương trình rất vui. Cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.